Theo thông tin từ ban tổ chức Việt Nam Idol 2023, thần tượng âm nhạc Việt Nam thế hệ mới với nhiều yếu tố đặc sắc sẽ khởi động hành trình đầu tiên vào tháng 6 tới đây. Quay lại sau 7 năm vắng bóng, chương trình vẫn giữ được sức nóng của mình khi nhận được hơn 1.000 đơn đăng ký chỉ sau 2 ngày mở cổng tuyển sinh online vào tháng 1 năm 2023. Thí sinh tham gia sẽ trải qua các vòng thi gồm vòng tuyển chọn, vòng nhà hát và những đêm thi được truyền hình trực tiếp. Khác với hình thức sơ tuyển những mùa trước gồm 3 giám khảo lựa chọn ra các giọng hát tiềm năng bước vào vòng thi tiếp theo, Việt Nam Idol 2023 tái xuất với 7 giám khảo chuyên nghiệp ở các lĩnh vực ca hát, sáng tác và truyền thông. Dàn ban giám khảo quyền lực của vòng tuyển sinh năm nay gồm ca sĩ Phương Vi Idol, quán quân Việt Nam Idol, thần tượng âm nhạc Việt Nam 2007, ca sĩ Giang Hồng Ngọc, quán quân Nhân tố bí ẩn năm 2014, giải vàng Hòa âm ánh sáng năm 2015, quán quân cặp đôi hoàn hảo Trữ tình Bolero 2018. Nhà sản xuất âm nhạc Only C, Châu Đăng Khoa, Đỗ Hiếu, Đi Táp, nhà sản xuất, nhà báo Phan Anh. Sắp tới, các thí sinh sẽ có cơ hội thử giọng trực tiếp tại khu vực Hà Nội vào ngày 3 tháng 6 và thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 10 tháng 6. Ngay sau khi lộ diện ban giám khảo, khán giả đã bày tỏ sự phấn khích và mong đợi chương trình lên sóng. Tuy nhiên, một số ý kiến chưa đồng tình với người cầm cân nảy mực tại vòng thi đầu tiên và mong chờ sự xuất hiện của các nghệ sĩ khác. Cuộc thi truyền hình thực tế về âm nhạc Việt Nam Idol lên sóng lần đầu vào năm 2007. Từ bệ phóng này, nhiều ca sĩ đã bước vào con đường âm nhạc chuyên nghiệp và ghi dấu trong lòng khán giả, như Phương Vi, Quốc Thiên, Uyên Linh, Trọng Hiếu, Thành Duy, Văn Mai Hương, Bích Phương.